rất vui. Sao đến Tết rồi về nhà rất vui. Mẹ mua cho áo mới nhé, ai cũng vui mừng nghe. Mùa xuân này em đã lớn, biết đi thăm ông bà. Hey. Yeah, em đã lớn. Rồi. À, xin chào các bạn. Chúng ta lại gặp nhau ở clip số 12 trong chuỗi những clip về ngữ pháp N3 của mình và thầy Dũng đúng không ạ? Thì hôm nay bài hôm nay chúng ta sẽ học về cái gì nhỉ thầy Dũng nhỉ? Hôm nay chúng ta học về hô độ. Hô độ cũng có 4 nghĩa cơ. Hay. Và chúng ta cùng nhau bước vào ngay lập tức nhé. À, trước khi bước vào thì chúng ta cùng nhau ôn luyện lại cái mẫu ngữ pháp của chồng Mina. Thì trong Mina mình đã gặp những cái mẫu câu quen thuộc với từ hô độ như sau ạ. Ichiban ne. Benkyou suru hodo atama ga wareku natta. Có này, càng học thì càng ngu đi đúng không? Hay, câu thứ hai. Okane ga okureba oi hodo ii desu ne sensei. Tiền ý thì càng nhiều càng tốt đúng không? Thì đây là hai là cách nói quen thuộc mình đã gặp rồi nhá. Mà có một cách nói rút gọn đi đúng không? Bảo này. Hodo. Thì cái này thì dùng về nghĩa thì giống hệt như cái mình đã gặp trong Mina nhá. Nhưng mà dùng nó ngắn hơn rất là nhiều và tiện hơn rất là nhiều nữa. Thì đi vào câu sử dụng như thế nào, chúng ta nhìn vào từng câu một nhá. Ichiban ne. Sensei dozo. Hai. Futotteru hito hodo byouki ni nari yasui. So desu ne. Càng những người mà béo ấy thì càng dễ bị ốm. Đúng, thằng nào mình bị ốm. Hai. Câu thứ hai. Ganbaru hito hodo seikou suru. À, so desu yo ne. Cái này thì là chân lý đúng không ạ? Càng những người mà cố gắng thì sẽ thành công thôi, né? Ok, câu thứ ba. Shinsen, chứ hắn là shinsen, né? Shinsen na niku hodo oishii. Càng thịt tươi thì càng ngon, né? Hay. Nghĩa thứ hai, số lượng cộng hodo. Mọi người chú ý nhé, chỗ này chúng ta có là một cái số lượng nào đó nhé, cộng với hô độ trực tiếp luôn. Cái này nó tương đương với lại kudai đấy, kudai nhé. Kudai nhé, kudai. Hai, じゃあ 1 番 nhé. Hai. À, 私は 読みます. Hai. Vietnam から日本まで6 時間ほど行ける. Mình dịch nhá. Chúng ta có thể đi từ Việt Nam đến Nhật Bản khoảng 6 tiếng. そうですね. じゃあ 2 番は先生どうぞ. 1週間ほどまともな食事をしていない. Hai. Cứ khoảng một tuần nay rồi tớ không có ăn uống bữa nào ra hồn cả. Chúng ta có từ matomona đấy nhé. Matomona tính từ đôi na nhé. Là gì nhỉ? Chỉnh chu, nghiêm túc cả. Nè. Hai, chà sam ba wa. Sam ba. 2 shukan hodo de kanozo wa kaifuku suru desho. Đây là một cái câu đưa ra lời dự đoán đúng không ạ? Cứ khoảng là 2 tuần gì đó thì cô đấy có lẽ là sẽ hồi phục thôi. Nè. Sam ba. Đến mức. Đây chúng ta dịch vào câu thì nó sẽ biết thôi. Thế thôi, 1 番 Namida ga mou denai hodo naita. Tôi đã khóc đến cạn khô dòng nước mắt. Kinh quá. Chà 2 番 wa nemu sugite asa okirenai hodo datta. Sao nhỉ? Buồn ngủ đến mức mà buổi sáng không thể dậy được. Chúng ta thể hiện mức độ rồi đúng không ạ? Hay là 3 番 desu ne. Nihongo wa ozozu desu ne. Yeah, sore hodo demo nai. Câu này rất là hay mọi người ạ. Chúng ta có thể dùng để khi mà người khác khen nhá. Mình thể hiện sự khiêm tốn một tí ạ. Ôi dồi ôi, tiếng Nhật của anh giỏi thế. Không, em cũng vẫn còn kém lắm. Yong bang desu ne. Yong bang cách sử dụng. Danh từ hodo này là gì quá. Này. Này thì này, không có gì bằng. Không có ai bằng. Ok, chi bằng. Thế nào hodo busaiku na hito wa inai. So desu ne. Câu này dịch là gì nhỉ? Không có ai xấu gái hơn. Xấu gái à? Xấu gái hơn thì nở. Xấu gái bằng thì nở cũng được. Gomen thì nở sao? Né. Hai. Chà 2 ban wa kazoku de okasan hodo ryōri ga jōzu ga hito wa inai. Câu này là gì nhỉ? Trong gia đình không có ai nấu ăn giỏi bằng mẹ tôi. So desu ne. Hay là câu số 3, hãy xem dù dỗ. Kono yō no naka ni jiyū to độc lập hơn độ đại sự là mono wa nai. Có một câu rất là nổi tiếng của bác Hồ đúng không ạ? Mà mình cứ băn khoăn mãi không biết cách dịch như nào thì chính là câu này nhá. Trên đời không có gì quý hơn độc lập tự do. Nè, hãy jiyū to độc lập. Hết rồi, và hô độ hôm nay thật là ngắn đúng không có. Nhưng mà đơn giản nha. Hãy. Thì đây là một bài mà mình tổng hợp toàn bộ những cách sử dụng của hô độ thường gặp trong tiếng Nhật hàng ngày. Cái câu hô độ online thì chúng ta sử dụng rất là nhiều trong văn nói nhá. So desu ne. Ok, cố gắng để ra sử dụng nhá. Mọi người nếu mà một lần xem mà chưa hiểu nhớ xem đi xem lại nhiều lần nhá. Ok. Thì là chúng ta sẽ hiểu thôi. Hãy, ja ne. Hẹn gặp lại các bạn vào trong các clip tới. Bye bye. Bye bye. Ja ne.
Thank you.